như tôi đã nói khi nãy, tôi sẽ cố gắng để quý vị cùng cười với chúng tôi. Vì vậy, tôi xin phép kể một chuyện vui. Quanh chữ Long, L-O-N-G, là ông Long. Nói đến vua thì lúc nào cũng có chữ Long đi trước. Ví dụ, cái giường của vua ngủ là Long Sàng, áo của vua mặc là Long Bào, xe của vua đi là Long Xa, sắc diện của vua là Long Nhan, và người của vua là Long Thể. Nên khi vua muốn kiếm nơi hướng gió thì vua cũng chọn những xứ nào có chữ Long vua mới đến. Khó vậy đó. Hướng gió thì vua đến Long Hải. Du lịch thì vua đi Long Xuyên. Nghỉ ngơi thanh thản thì vua đến Long An. Mà đi mãi rồi hết chỗ đi thì vua đã đi Long Bông. Biết giờ giấc vua đeo đồng hồ Long Rin. Giải trí muốn quên việc đời, vua mượn khói thuốc Long Size. Đi qua Pháp chơi, vua đến trường đua ngựa Long Sông. Qua Mỹ tắm biển, vua đi Long Beach. Chắc quý vị có cùng đi với vua. Rồi qua Montreal, chỉ vua nhất để đụng sang Long Vân. Và chọn nhà ở thì vua đã chọn Gia Long.